Cô này làm gì thập thò thế? Mục tiêu đang lau nhà. Và cô ta dùng màn bọc thực phẩm dán ngang lối ra vào. Dùng con rắn nhựa này hù cô ta. Và chính tay cô ta tự hại mình. Thật là đáng đời. Cô gái này ngày nào cũng phải dọn dẹp một mình. Còn cô bạn kia chỉ ngồi chơi điện thoại. Thật tức quá đi mà. Có lẽ cô ta có cách trừng trị bạn cô rồi. Cô bạn thì tỏ ra khó chịu khi bị gọi. Vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Đáng đời, cái tội đi không nhìn đường. Cả hai cô đều thích tưới cây vào buổi sáng. Và cô ta bắt tập trung khi có trai đẹp lướt ngang. Tưới cây đâu phải tưới bạn cô. Bệnh này khó chữa rồi. Đọc sách để dễ tập trung vào giấc ngủ hơn. Bạn trai cô tìm cô để làm gì vậy nhỉ? Nhưng cô đã ngủ say rồi. Và giờ đến lúc anh bạn quậy phá rồi. Anh ta dùng băng keo quấn hai chân cô ta lại. Ai lại tìm tới nhà lúc này thế? Một cú chộp ép hụt của cô gái. Đi hẹn hò mà anh cứ dán mắt vào điện thoại. Anh kiếm cớ đi vệ sinh để nhắn tin với ai đó. Phải khiến cho anh ta xấu hổ mới được. Dùng mascara vẽ vào khẩu trang anh ta. Khi anh ta quay lại là đã kiếm cớ về ngay rồi. Cũng không quên đeo khẩu trang vào nữa. Quá ra anh có hẹn với cô gái khác à. Nhưng bạn gái đã khiến anh thất bại rồi. Buổi sáng uống một ly nước cam thật tỉnh táo. Nhưng cô gái này muốn uống thêm. Của ai nấy uống bạn ơi. Phải nghĩ cách để không bị lấy trộm ly nước. Và cô bạn đã bắt đầu hành động. Nhưng vô ích thôi. Lần sau không nên lấy đồ uống của người khác nữa nhé cô gái. Anh ta lén lút làm gì đấy? Lại bày trò trêu bạn gái nữa à? Anh ta lại thay pin remote bằng sâu nhựa. Ngồi chờ đợi bạn gái đến nào. Giả giờ giành giật remote để xem bóng đá. Anh ta thừa biết remote không có tác dụng. Cô gái buộc phải kiểm tra. Và cô ta sợ nhất là con sâu đó. Nhưng anh bạn lại là người bị bầm mắt. Này em yêu, cho anh mượn điện thoại một chút nha.
Câu trả lời là không. Mặc cho anh nài nỉ thế nào, câu trả lời vẫn là không. Anh lấy dây buộc tóc, thắt lại và cuộn tóc cô vào ghế. Nhanh chóng giật điện thoại và chạy thật nhanh. Ôi, mẫu điện thoại mới đẹp quá. Đã đến lúc con heo đất có tác dụng rồi. Chịu khó để dành chắc sẽ đủ mua thôi. Nhưng bạn cô thì đang kẹt tiền quá. Thế này thì cô gái còn lâu mới có điện thoại mới nha. Cuối cùng cũng tới ngày đập heo. Bạn cô rất hay, đã ngăn cô ta lại bằng một ly nước. Sao hôm nay cô ấy tốt thế nhỉ? Thôi kệ, uống xong rồi đập heo. Lại tiếp tục công việc thôi. Ôi, tiền tôi đâu hết trơn rồi. Chẳng lẽ tiền để mua hai ly trà sữa này sao? Cô bạn đang xem phim kinh dị. Đã sợ rồi mà còn hay xem phim một mình. Vậy là cô có trò vui để làm rồi. Và bạn cô có món quà dành tặng cô. Nhìn rất là khiếp sợ nhỉ. Quay mặt nạ hướng về cô ta cho thêm phần rùng rợn. Ôi, nhìn kìa. Cô sợ quá xỉu luôn rồi. Này thì thích xem phim kinh dị. Anh chàng ngắt dây wifi rồi. Và thế là cô gái mất kết nối wifi. Và thế là ly trà sữa không cánh mà bay. Nhớ kỹ xem cô để nó ở đâu. Và giờ là cái điện thoại cũng vào tay anh. Tiện thể xin luôn cái bàn nhé. Ôi sợ quá đi. Sướng thật. Chàng trai thật năng động. Nhưng bạn gái anh thì không. Cô ta chỉ biết ôm điện thoại. Phải tranh thủ trêu bạn gái mới được. Ôi không, anh ta đang làm gì với chiếc điện thoại thế? Điện thoại của tôi. Đó chỉ là một trò đùa thôi mà. Anh chàng này có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Nhân lúc anh đang mãi nói chuyện điện thoại, cô gái lấy mượn tạm ly cà phê của anh. Cô ta dùng màng bọc thực phẩm bọc miệng ly cà phê. Giờ trả lại chỗ cũ cho anh ta thôi. Giờ cùng chờ đợi xem anh ta uống nó. Hả? Chuyện gì với ly cà phê vậy? Và giờ quần của anh ta ướt cả rồi.